Good morning, xin chào cả nhà, xin chào buổi sáng cả nhà ơi. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh trang cuộc sống Mỹ Washington nha. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn đó, nên giờ gia đình nhà mình đang đi về xuống nhà ông anh. Tại vì nhà dưới đó rộng bự nên đi xuống dưới đó ăn lễ. Tại vì bữa nay cũng đông á, bữa nay cũng như 2 năm trước, cũng khoảng 50 mấy người. Vì gia đình đang chuẩn bị đi xe ông nội, xe cha Sophia để nhà với ông anh kế cha Sophia. So we ready? Yeah, I cannot wait to see my friend. Này đồ ăn đang chuẩn bị. Ok, đi xe có ông nội Phia. Hai Phia. Dạ. Daddy lái. Nay sương mù nhiều hả Phia? Sương mù quá trời luôn. Hai mẹ con Sophie, Sophie chậm khoảng chút. Dạ, ba cô cháu các bạn. Sương mù quá trời. Giờ này cũng là 10 giờ trưa rồi. Đi tới đó ăn trưa luôn, xong rồi chuẩn bị cho buổi tối. Tối ngày hôm nay thì khoảng tầm 50 mấy người. Buổi trưa thì tới nhà anh rồi, bây giờ đang chuẩn bị ăn trưa xong thì mới chuẩn bị để cho buổi tối. Đây là cái quầy ba rượu. Ăn trưa xong rồi chuẩn bị cho buổi tối. Đây, chuẩn bị ăn trưa, ăn đơn giản, ăn bánh mì với lại thịt xông khói, trái cây. Ăn đơn giản, ăn tạm trước, xong rồi chiều ăn tiệc lớn sau. Mới khui con gà ra bây giờ đó hả, cho vô lò nướng. Thì bỏ vô lò khoảng tầm 3-4 tiếng đồng hồ mới ăn. Ở trên bàn có hai con sẵn rồi, nướng sẵn rồi. Ở đây thì trong gia đình thôi. Bây giờ khách chưa có tới, mới ăn trưa xong. Giờ mới có 12 mấy 1 giờ thôi, mà 4 giờ rưỡi chiều thì khách mới tới. Mọi người đang chuẩn bị sắp xếp. Chứ con nói vậy. Đây cả nhà ơi, mình mới giúp chị của mình trang trí cái bàn để ăn tiệc tối nay đó. Chị đưa mấy cái lá cây lên cái trái với một cái nến mình trải ra mình làm nè. Làm gì Phia? Trời đất ơi, teo rồi. There she is, shooting. Dữ dằn ha. Dữ dằn, liền công. I can't look at you guys. Oh, did you see us? No. That's because the map's way too big. Go. There you go. You're blocking me. Oh, you can see here. Let me help you. You can aim a little bit lower and then go that way. All right, now start shooting. There you go. Did you see that little thing that said it? Nope, you're out of ammo. Switch you to this gun. There you go. Now you have a pistol. Mọi người tới sắp đầy đủ rồi, sắp đông đủ rồi, sắp chuẩn bị ăn rồi. Mọi người ra thăm con ngựa. Đây là em gái của mẹ nè. Mọi người ra thăm con ngựa. Ở đây người ta yêu thương động vật lắm luôn nha. Chó hay ngựa hay mèo gì đó, người ta yêu thương lắm luôn.
Đây là chị gái của mẹ nè. Cooper miss you, Grace. You missed him too. Yeah. I think I have a picture of you on Cooper there. Sau 3 tiếng đồng hồ thì đã lấy con gà ra rồi đây. Con gà này là 10kg đó cả nhà, 20 pound đó. Mình chuẩn bị cho bữa tiệc nha. Mọi người tới đông đủ hết trơn rồi đó. Giờ đem con gà này đi qua lại cho anh kia anh cắt. Mọi người đang ghi tên món ăn ra để cho người ta dễ nhận biết được món gì tên gì tên gì á. Tất cả mọi người đến cũng gần đầy đủ rồi. Buổi tiệc ngày hôm nay thì mỗi một người sẽ đem một món ăn. Thì nhiều người gom lại thì nó nhiều món. Rồi mọi người chia ra ăn. Đây là cái bàn khai vị, nó sẽ có bánh, những loại hạt, các loại hạt đó. Với lại có thịt bò viên, có bánh mì, thịt gà, bò kem, phô mai, cheese, ăn khai vị. Đây là quầy rượu. Trời ơi. Bây giờ đang cắt ra các cục thịt gà. Con gà 10kg luôn. Còn hai con kia thì đã cắt ra dĩa rồi. Giờ đang cắt con gà. Yeah. Rất là thơm và hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Con gà này hả, hai cái ức nó thịt không luôn, thịt quá trời thịt. Mà thịt nó rất là mềm nha. Cái này là heo, thịt heo ở nhà, thịt heo á. Mà người ta làm thịt sông khói á. Quá như là nóng luôn. Rất là thơm. Khói nghi ngút, thơm phức. Đây là hai người dì của mình, là em và chị của mẹ đó. 3 năm trước thì còn mẹ nên có tới 3 chị em. Và anh chị này biết mình làm YouTube nên người ta không, mình thấy mình thấy mình quay người ta chào hết lên. Và mấy người kia người ta không biết nên người ta không có chào với nhau. Thông cảm nha. Thì 3 năm trước còn mẹ nữa thì nên 3 chị em, giờ còn có 2 chị em mà. Đây đồ ăn chuẩn bị xong rồi nè, đây là salad. Cái như nhỏ nhỏ là hạt mấy cái loại hạt để mình nướng cho ăn chung á. Cái thô bên này là dưa leo muối. Còn mấy cái đỏ đỏ này thì dâu á, trái cây á, người ta giống như mấy cái trái cherry, blueberry đồ gì đó. Người ta nấu ra thành cái mứt á để ăn bánh mì. Trong kia là trứng, còn cái dĩa này là heo là thịt nguội á, cả nhà hồi nãy cắt á. Lòng á, tại vì có lễ hay là
em hay con chưa biết nhiều thì mọi người mới tụ họp về mới đông vui, còn bình thường thì cũng dám không có ai. Nên chưa có gặp gì cho nên ăn cái một cà phê đó để bàn nó xong rồi tự mọi người tự tìm đó để lấy đồ ăn rồi lại ngồi ăn. That's kind of been through the family, and well, what would a good place be? And we thought about filling it in, and you'll see why in just a minute. So this was carved from Port Arthur white cedar. The finish is leather dye and shoe polish on all but one outside frame. Finish can be damaged with water or other liquids such as furniture polish. Clean only with dry cloth and clean brush. On their honeymoon in California, 1952, November of 52, the original copper art piece is currently at Ed and Linda's house. Ted often enjoyed recreating. Xong rồi đó, cái gì? Cái này, 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 đông người dễ sợ chưa, rất là ồn, bây giờ thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ đi giới thiệu đi cả nhà máy đây nha. Cái cây này là hào mà có bánh mì nữa, mình không biết nó họ đúc lọt hay là món gì cũng ăn ngon. Còn khoai lang nấu nghiền ra với lại đường, khoai lang nghiền. Giờ mọi người thay phiên nhau lấy dĩa xúc lại, xong rồi lại bàn kiếm bàn nào đó ngồi, phải tay nghiền mì giống như mì xào với mấy cái kem sốt kem gì á, nói chung là đồ ăn Mỹ không á cả nhà. Đây bánh mì bơ mứt bơ đó, đây là bánh tráng miệng. Rồi bây giờ mọi người để theo hướng xếp hàng để lấy đồ ăn giống như ăn buffet vậy đó. Người nào đi trước thì lấy trước, lấy đi một vòng vậy đó, xong rồi đi ra kiếm cái bàn nào đó để mà ngồi ăn. Nói chung là bàn nào trống mà cứ ngồi cả nhà, đông vui ồn ào hơi ồn ào chút, cái nhà thông cảm. Rồi mình chưa có lấy đồ ăn, mình là đứng cùng với hồ sơ, còn cái bàn này là kiểu như đồ tặng đó, để như đó ai muốn lấy gì lấy, tuy chế đồ để đó. Đây là quầy rượu nước, nói chung là ai muốn gì là tự lại lấy luôn. Bây giờ bắt đầu năm giờ mấy rồi mình chuẩn bị cái này nó sớm, tại vì mùa đông. Đây là dĩa của mình, đây mình đã lấy xong cái dĩa đồ ăn của mình rồi. Đây là có chai bia đây, checked out his race car, có thịt, có trứng, có đầy đủ. Là bây giờ nhập tiệc nha, bây giờ ngồi ăn thôi. Từng bàn từng nhóm ngồi ăn vậy đó nha, ăn trò chuyện với nhau. Bánh táo nè, cookie nè, bánh ngọt, nói chung là rất là nhiều loại bánh để ăn tráng miệng. Mình cũng đi lấy một cái dĩa bánh mình ăn cái này. Đây là dĩa bánh của mình này, có bánh thai, bánh táo nha. Giờ mọi người ăn xong rồi thì chào tạm biệt đi về. Giờ thay phiên nha, để mình về, nói chung là cũng khoảng 6-7 giờ tối rồi cả nhà. Tại mùa đông nên ăn sớm thì về sớm, chứ tối với lại sương mù dữ lắm, sương mù dày đặc hết trơn rồi. Nên mọi người đi về sớm, có một số người về sớm, còn đi về từ từ vậy đó. James and Sophie have a thing. Oh. She lied. Well, she was sitting downstairs and they made sure to get her a control thing. Yeah, they did. Yeah. Oh, is she giving hugs and jabs? Okay. I'm gonna put
the tassels. I'm just talking. Is that cheesecake? Oh, so good. But she won't drink milk out of sippy cups. Not at home. She will take care of it, not at home. She's going to take care of it. You want to do what it takes. Give me my mic, I'll call you. Nhiều vậy, nhiều vậy. Đóng rồi, đóng rồi. Are you picking on me? I'll take for Sophie. Thì mọi người bây giờ thì chuẩn bị lại để mà gom những cái hộp mà lúc nãy đem đồ ăn tới đó. Thì mọi người rửa gom mấy cái hộp đó đem về, tại vì mỗi người đem tới một món đồ ăn thì bây giờ mọi người đi về thì chỉ chuẩn bị gom hộp đem về cả nhà. Cũng vui, mọi người tới thì đem tới món ha, xong rồi đông người thì nhiều món, cái chung tay nhau bày ra ăn vui chơi. Rồi xong bây giờ khách khứa đi về rồi thì mình ở lại để mà phụ dọn dẹp với bà chị nè. Nói ông anh ông chở ba ông nội Phi về trước rồi mình ở lại mình dọn sao với cha Suki ở lại dọn bàn dọn đồ, mình rửa dọn phụ chị chứ để mình dễ dọn tội nghiệp chị. Mình dọn về sao? Okay, đi về thôi. Trời ơi sương mù quá trời luôn, không thấy đường luôn. Không thấy đường luôn Phi ơi. Sophie, Sophie, Kevin, Kevin. Kevin, Kevin. Từ từ các. Trời ơi, có thui luôn. Sương mù quá trời luôn. Ôi, cả nhà ơi, sương mù nè. Đó, sương mù á. Sương mù quá trời luôn, không thấy gì luôn. Oh, I can see him. Do you need buckling help? Yep. Xong rồi ngày hôm nay chuẩn bị đi về. Đi về trên nhà xe đồ cả nhà ơi. Ấm Phi, Phi ạ, Phi ấm kitty Phi. Ấm kitty ạ. À, được không? Hay con cầm máy bát thôi. Okay. Chuẩn bị chào tạm biệt ông nội đi về nha. Ấm mèo lên xe. Chuẩn bị ấm mèo lên xe nha. Ok. Ok. Ngồi xuống xích mèo. Ok mèo. Trời nắng mà lạnh dám ăn kìa. Xích mèo cho con. Xích mèo vô đây rồi mẹ giúp cho. Bữa nay cuối tuần rồi, đi giờ tới trong nhà cho mà nghỉ ngơi ngày mai mốt. Hai cho con kia đi học đi làm trở lại. Được chưa con? Chưa, còn cái nữa.
phía đây. Chào mừng cô chú phía nãy con không chào mừng cô chú gì hết vậy? Xin chào ông bà cô chú các bạn. Đó, bà kêu Lucy nữa nè. Lucy chào mừng cô chú Lucy. Lucy, say hello everyone Lucy. Nó đi không bé trai á. Nó hết like rồi, lần đầu tiên đi like dữ lắm. Giờ hết like rồi, đi ghét quen rồi. Mới có 4 tháng tuổi mà nó bự hết sức bự chưa? Mai mốt chắc bà bự nữa. Hay vậy ha? Dạ. Trời nắng mà lạnh lắm, trời lạnh cái tai buốt luôn. Rất là đẹp luôn, tại vì nắng lên á, trời trong xanh rất là đẹp. Đó, cả nhà nhìn thấy mấy cái cây này rụng lá hết trơn rồi nè. Tại vì những cái cây này là nó ra sớm nên nó rụng sớm. Đó, nắng đẹp chưa? Chứ còn như ngày hôm qua hôm kia đấy ha, trời ơi sương mù dữ lắm luôn, không thấy đường lái xe luôn. Mà hôm nay nắng đẹp quá trời. Trời trong xanh, không khí trong lành, mát mẻ, lạnh teo. Trên đường đi về thì sẽ ghé vô trong cái chợ S-Mart này để mua ít đồ ăn, tại vì tiện đường á. Trong này nó bán quýt ngô rất là ngon cả nhà. Quýt giống như quýt Thái bên Việt Nam mình hay ăn vậy đó. Cái khu ở đây là của Hàn Quốc, cho nên xung quanh toàn mình thấy chữ Hàn Quốc không luôn. Bây giờ đi vào trong nha. Xong chưa Vi? Đưa thợ cho mẹ bỏ con vỏ con. Đưa thợ cho mẹ bỏ con vỏ. Đợi vô nha. Đi vô trong này kiếm gì ăn nha. Kiếm gì ăn với lại đi đi vệ sinh. Khu của Hàn Quốc đây, mày nắm tay mẹ bên đây. À ha, bây giờ cũng còn sớm, mấy cái 6 giờ mấy à, đi vô kiếm mua cái gì về nấu ăn luôn, tự nhiên thèm hủ tiếu quá. Đưa coi có mua xương với mua cà rốt, mua cà củ cải gì đó về nấu ăn. Đây chợ S-Mart, đi vô kiếm coi có gì chú Phi mua không trời ha, có gì chú Phi mua không ha. Như cái chợ Hàn Quốc này mở nhạc lớn dữ dằn luôn. Để đi vào cho mình biết rồi. Nấm gì? Ê, quýt nè, mua quýt, mua quýt. Hồng giòn nè. Nè, quýt này nè. Để em nó lựa xong chút mình lại mình lựa. Lựu nè, 2 đồng mấy trái. Cam, chuối, ớt chuông, ớt chuông bao la. Bây giờ mình sẽ đi lại đây mình lựa quýt đi. Chiếc xe ra đi lấy xe anh cho mẹ. À, đây, ôi, con đồng mấy một thao à? Ok, sẽ lựa mình mấy trái, rẻ mà, nhá. Tăng kêu ra đi, ra đi lấy cái túi. Đã mua xong. Tại vì ở bên trong mắt nhạc nó lớn quá, cái thành ra mình không có quay, lo đi mua đi về. Đây, mua 2 túi. Xong rồi đó, mua xong rồi về à. Nấu hủ tiếu ăn, chứ ngày mai nấu bún cá ngừ. Cá ngừ kho cà chua ăn cơm. Ở trên xe con ơi, để nắm tay mẹ nè. Nắm tay mẹ. Rồi bây giờ lạnh quá rồi, đi về đi nhanh về nhà cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà video ngày mai. Bye bye cả nhà.